hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời đại chúng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô a bồn sư thích ca mô ni Phật nam mô a bồn a sư ni Phật Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh Hôm nay nội dung vi diệu Pháp tiếp theo Mời các vị lắng nghe về bốn vô lượng tâm và tuệ căn. Bốn vô lượng tâm đối với chúng ta không phải là những nội dung mới mẻ, nhưng chúng ta hãy chiêm nghiệm xem vi diệu pháp diễn đạt bốn vô lượng tâm có những cái điểm nào hay mà chúng ta chưa từng nghe. Tâm sở của à, là tâm 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 sở tịnh hảo thứ 44 ở đây gọi là à, bốn vô lượng chữ vô lượng là chỉ cho con số nhiều đối tượng nhiều vô số kể nên tâm số này được gọi là vô lượng tức là không có giới hạn đây là một nếp sống cao thượng với đầy đủ bốn sắc thái từ bi hí và xã chúng ta lưu ý chữ đối tượng nhiều vô số kế ví dụ như chúng ta chúng ta có lòng từ lòng bi hí xã với những người thân thuộc của mình hoặc là có một số người thôi thì điều này không khó khăn lắm phải không nhưng nếu như nó được nó được thể hiện uh, vô số kế vô số từ tức là không luận con người hay là con vật à, chư thiên hay là ma quỷ à, chúng ta luôn có lòng từ đối với tất cả hữu tình điều này rất là khó khăn chúng ta có từ tâm với những người thân thương dễ thương không khó nhưng kẻ thù của chúng ta họ làm hại chúng ta mà chúng ta có có từ bi được với họ hay không đây là một điều rất khó và con người đã khó rồi Nếu như Hướng đến các loại vật Thì lại càng khó hơn Đối với chư thiên Chúng ta ngưỡng mộ Nhiều khi chúng ta sinh tâm cung kính Phần đành Nhưng mà đối với các loại ngã quý Có thể làm hại chúng ta Liệu chúng ta có tự tâm được hay không Cho nên Chữ đối tượng nhiều vô số kể đây Phải được thấu hiểu ở Trong vi diệu pháp này Lâu nay chúng ta cứ hiểu từ bi hí xã là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc hay là mười phương viên mãn tràn đầy. Nhưng mà chúng ta không có nhắc tới cái khía cạnh đó là đối tượng nhiều vô số kế. Cho nên nhiều khi chúng ta khởi cái tâm nó mang cái tính chung chung mà nó không có đi vào trong những cái pháp hành cá biệt cụ thể. Thành ra chúng ta không thấy cái sự khó hành trì của nó đến chỗ nào. Và ở đây chúng ta hiểu chữ từ ở đây là gì? Là làm ôm dịu, hay là, là thương yêu, làm ôm dịu. Là một, nó là trạng thái của một người bạn lành. Cái gì làm ôm dịu tâm trí hay tâm tánh dịu hiền của người bạn lành, đó chính là tâm từ. Bởi vậy cho nên chúng ta phát triển tu tâm từ, chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc. Bởi vì tính chất của tâm từ làm êm dịu tâm trí. Tâm trí bớt xung đột, bớt căng thẳng thì nó sẽ có hạnh phúc. Chúng ta càng sống ở trong sự khác biệt nhiều chừng nào thì từ tâm của chúng ta phải khéo nuôi dưỡng lớn chừng đó thì chúng ta mới có an lạc ở trong số đông. Chúng ta có thể có an lạc ở trong một số thân thuộc hoặc là ở trong một đạo tràng nho nhỏ với một nhóm người và thầy trò quen biết nhau quá rồi. Chia sẻ tình thâm như là gia đình cốt nhục và lấy sự tu tập, học đạo, chia sẻ khó khăn giữ gìn à, môi trường tồn tại trong một đạo tràng nhiều khi chúng ta sẽ có hạnh phúc an ổn ở trong đó và chúng ta nghĩ rằng à, chúng ta tu thành tựu nhưng những khả năng đau khổ những gọi à, là tố chất khổ đau tiềm phục nó chưa có cơ hội trỗi lên nếu như đặt nó vào ở trong một cái môi trường khác à, với sự xáo trộn nhiều hơn tính cá biệt nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy mình gặp khó khăn rồi chúng ta thấy rằng là bởi vậy cho nên ở trong tất cả các trong cuộc sống ở trong tất cả các nếu đời từ làm ăn tới gia đình mà chúng ta nuôi dưỡng lòng từ và mọi người nuôi dưỡng lòng từ tu tập từ tâm định thì chúng ta sẽ có hạnh phúc ví như ví như Đức Phật là một đón giác ngộ siêu việt ở giữa cõi trời cõi đời điên đảo này. Đức Phật thấu hiểu quá về nghiệp cảm của con người và hữu tình. Ngài, Ngài có đau khổ không? Chúng ta biết rằng Ngài không có đau khổ. Và vì sao Ngài không đau khổ? Bởi vì Ngài có đại từ. À, đó là cái điểm mà chúng ta thấy tại sao Ngài an lạc được. Chúng ta không biết một người bạn mình nó hại mình. Không biết một người thân của mình họ lập mưu tính kế hại mình thì mình rất là vui vẻ với họ. Đến khi mình phát hiện chân tướng của họ là những người hãm hại mình, mình sẽ rất khổ đau. Có đúng vậy không à? Đó là những biểu hiện tâm lý tự nhiên. Nếu như chúng ta chứng một loại trí tuệ có thể nhìn thấu và đọc được ở trong tâm của mọi người thì chúng ta có chịu nổi ở trong cuộc sống này không? chịu không nổi phải không? Tại sao chúng ta không chịu nổi? À, tại vì, tại vì chúng ta thấy họ xấu quá chịu không nổi. À, nhưng mà tại sao, tại sao mình chịu không nổi? Tại vì người ta xấu. Mình nói như vậy đúng không? Không đúng, bởi vì, bởi vì người ta xấu thì nó vẫn là xấu xưa nay chứ không phải mới đây. Nhưng mà do lòng từ của chúng ta không có đủ Cho nên chúng ta không có đối diện nổi Hiểu chưa hả? Đó là điểm mà chúng ta chiêm nghiệm Ở trong tu, tu tập từ tâm Chúng ta sẽ có hạnh phúc Ai làm việc Rồi bất cứ phương diện nào Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Ngài thương yêu hết tất cả muôn loài Vì vậy mà Ngài luôn sống ở trong an lạc Hạnh phúc tuyệt đối Và ở đây những gì được gọi là tâm từ đó là thiện trí từ ái tình thương vì lòng tốt tâm từ được xem là những danh từ gần nghĩa nhất gần nghĩa nhất với tâm từ không phải tình thương thiên về xác thịt hay là lòng triều mến điểm này chúng ta phải cẩn thận chẳng hạn như chúng ta nói như thế này thưa thầy còn có mấy đứa cháu nó khổ quá cho nên con ráng đi làm để dành tiền cũng cho nó cho nó như vậy cũng giống như là cho từ thiện có giống không khác ở chỗ nào rồi? à? tại vì sao bởi chúng ta thấy rằng ở trong đây là nó thiên về về xác thịt và lòng triều mến ý nói rằng là nó thiên về cái gì nó thiên về cái ái nhiễm cô huyết thống hoặc là của của của, của của tình vợ chồng Những cái điều này nó thuộc dạ thiên thiên của xác thịt hay là triều mến ấy. cái này nó không phải là từ ví dụ như một người chồng thương một người vợ khi nào người vợ không còn khả năng lao động không còn không còn sống được với người chồng như là người vợ xưa nữa như là một người vợ bình thường nữa thì nhưng mà người chồng không có thay đổi cái tình thương đó ngược lại còn có thể là chia sẻ đỡ đần nhiều hơn thì ở trong đó chúng ta thấy nó vượt lên trên xác thịt và lòng triều mến thì lúc đó nó biểu hiện một phần ở là là từ tâm có đúng vậy không hả à, đây là những điều mà 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 thấy mình thấy cái lòng từ mà khi mà một người chồng sống có lòng từ với người vợ như vậy thì lúc bây giờ người chồng đó rất cao cả và người vợ sẽ rất tôn thờ chồng của mình. Những điều này thầy chứng nghiệm ở trong cuộc sống. Thầy không có cớ chuyện, tại vì thầy không biết chuyện gì nhiều hơn, cho nên hay cớ những cái chuyện thì nó gần nhất nhớ để chứng minh thôi. Các vị đừng bận tâm câu chuyện. Đó là gia tộc của thầy suýt nữa tiệt tự. Vậy mà gia tộc khuyến khích bà nội phải đi cưới cho ông nội một người vợ tại vì bà nội sinh mấy người con gái không sinh con được nữa và à, lúc bây giờ là thuyết phục thuyết phục mọi người à, mọi người trong gia tộc thuyết phục và ông nội thầy có một câu nói mà thầy thầy nhớ tại vì sau này có nhắc lại á ông nói rằng là tôi chưa từng thấy có bất cứ bất kỳ một người phụ nữ nào mà đi cưới vợ cho chồng của mình mà họ không khổ đâu và ông nói rằng là, là gia tộc này có tiệc tự cũng được Chứ các vị đừng có báo tôi làm những cái việc là bất nghĩa Và lúc đó là, là rơi vào tình trạng kinh thánh suốt mấy năm phải mà họ thuyết phục làm sao không biết Là bà nội đi tự đi kiếm cho ông nội một, một người vợ Rồi cái bà kia chịu làm vợ xong hết rồi. rồi bà nội chính bà nội vợ là sai ông nội đi nhờ mời mời ông nội đi đi rước bà nội về rước bà 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 về và ông nội lúc đó cũng ngạc nhiên cũng cự tuyệt cái thời gian nhưng mà tất cả đã xong hết rồi chỉ đi rước vậy thôi thì lúc đó thầy có nghe nói rằng là ông nội thầy uh, mời bà nội ra ngồi ở trước bàn thờ uh, ông mặc áo dài khen đóng và toàn bộ gia tộc mấy ngàn người uh, quỳ ở trước bà nội và nói rằng là bà vì cái gia tộc này mà bà hy sinh quá lớn, cái sự cao cả của bà là cả gia tộc này đổi ơn. Và tôi là một người thấp bế tôi là một người thấp kém trước bà. Thành ra những câu chuyện như vậy là sau này thầy có chiêm nghiệm tới lòng từ đó, lòng từ thì mình mới hiểu là tại sao là là ông sống mà ai cũng kính trọng. Bởi vì trong cái bản tâm của ông nó nó không phải là phật đạo nhưng mà nó vượt lên trên cái chỗ là triều mến hay là xác thịt mà lấy một cái nghĩa cử cao đẹp đây này là tình thương vì lòng tốt à, từ ái thiện trí những điều như vậy ấy, là nó biểu hiện những cái sắc thái của lòng từ và các vị cứ để ý xem là cha mẹ biết tu tập con cái cũng được nhờ tại sao nhờ ai hả nhân quả nó có tính cộng nghiệp với nhau nhưng mà căn bản chúng ta vẫn lưu ý đó là đó là cha mẹ có phước báo thì những đứa con có phước báo sẽ đầu thai chung ở trong cái gia đình đó có hiểu không à? Đã. có những điều mà chúng ta chiêm nghiệm xa hơn là chúng ta mới thấy cái tính cộng nghiệp này nó khủng khiếp lắm tiếp theo ở đây chúng ta thấy lòng từ là cái 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 kế thù chứ không phải là người thù trong này dịch hay là kế thù thù là không có người được mà là kế kế thù là cái chữ mà miêu tả cho chúng ta hiểu rằng cái kế thù trực tiếp của lòng từ đó là sân giận cho nên khi sân giận khởi lên thì lòng từ mất chúng ta đặt câu hỏi bản thể của lòng tức giận ở đâu sinh ra pháp nhật âm các vị nghe các câu là Lửa giận từ đâu đến đốt sạch lòng yêu thương từ đâu mà đến bản chất của nó là cái gì sân hận hay là ác ý ác ý á, cái ý ác ác ý khởi lên trong bất cứ phương diện nào thì lúc bây giờ nó cũng là kẻ thù của lòng từ bởi vì ác ý lập tức là nó tiêu diệt lòng từ và um, kẻ thù gián tiếp của 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 lòng từ đó là gì tài liệu xem đó là lòng triều mến bma lòng triều mến chúng ta suy nghĩ như thế nào hả để ý xem để ý xem mình triều mến một ai nhưng mà người đó không có làm theo ý của mình muốn thì sự tức giận bắt đầu khởi lên cho nên nó được gọi là kẻ thù gián tiếp, hiểu chưa hả? Nó là thứ ba, nó nó khởi lên, mà nó không vừa ý thì lúc bây giờ là tức giận nó khởi lên và tức giận là kẻ thù trực tiếp với lòng từ nhưng mà lòng triều mến nó là kẻ thù gián tiếp, cho nên điều này phải cẩn thận, phải cẩn thận. Để ý xem, nếu như không có lòng triều mến thì sẽ không có tức giận Cho nên người biết tu tập Phải cẩn thận Thấy ai triều mến mình ấy. Phải cẩn thận ấy. Tại vì sao Bởi vì triều mến Mình cứ ngỡ rằng nó là thương yêu Nhưng không phải Nó là kẻ thù gián tiếp Của lòng từ Nó tiêu diệt lòng từ của chúng ta đó lòng từ bao trùm tất cả chúng sinh không loại bỏ một chúng sinh nào ở cái mức cùng tột... như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng á là bản thân của chúng ta đồng với tất cả chúng sinh là đồng một nhất thế cho nên khi thấy tất cả chúng sinh đau, bồ tát đau cho nên bồ tát bệnh vì chúng sinh bệnh thành ra Lúc bây giờ tâm Bồ Tát của chúng ta sẽ phát khởi mạnh mẽ và chúng ta có xu hướng là muốn làm tất cả mọi việc và làm nhiều hơn nữa. Làm làm tới chỗ gì hả? Ai nâng niu cõi thế đưa qua bùng tứ sinh? Khi mà lòng từ chạm ở một mức nào đó, chúng ta sẽ có khái niệm đó. Ai nâng niu cõi thế đưa qua bùng tứ sinh? chúng ta sẽ không thấy kẻ thù nào ở trước mặt chúng ta nữa. Bởi vì lòng từ luôn sung mãn, thành ra trước mắt của chúng ta không có kẻ thù. Đây là một cái đặc điểm mà chúng ta cố gắng tu tập để tâm mình nó thành tựu được. Và lúc bây giờ hạnh phúc, bình an, tự nó tràn ra đầy đủ ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta ai cũng có xu hướng mong cầu hạnh phúc, nhưng chúng ta lại không biết Hạnh phúc nó đến từ đâu Và nó bắt nguồn từ chỗ nào Bằng cách nào để nó sinh ra Đây chính là sự thất bại của chúng ta Khi chúng ta biết Hạnh phúc nó đến từ lòng từ Và triều mến Là kẻ thù gián tiếp Sân giận là kẻ thù trực tiếp Tiêu diệt lòng từ của chúng ta Thì chúng ta sẽ biết cách Phòng hộ cái tâm triều mến Và cẩn thận cái tâm gì? tức giận Đó rồi nuôi dưỡng lòng từ ở trong phương thức nhập từ tâm định từ tâm định hạn hẹp cho đến từ tâm định rộng rãi cho đến từ tâm định vô lượng và như vậy thì ở trong cái phương diện đó chúng ta sẽ thấy rằng á tự thân của chúng ta với tất cả hữu tình đồng một thể thanh bởi vì hữu tình si mê hiện ra những cái thân địa ngục ngã quý hoặc xuất sinh hoặc là các những hữu tình trang nghiêm thanh tịnh thì hiện ra những cái thân ở đâu ở các cõi trời ở các quốc độ của bồ tát bởi vậy cho nên một người nhìn thấy được tất cả chúng sinh cùng với mình đồng một nhất thể thì lúc bây giờ chúng ta sao trong tu tập của chúng ta nguyện độ nguyện rình tất cả tất cả ai tất cả bồ tát thân văn duyên giác Quyền thừa cho đến hữu tình luân hồi trong lục đạo Nếu chưa thành Phật Ta nguyện không ở ngồi chân giác Nó sẽ tự phát triển ra như vậy Nó sẽ hình thành lên Nội tâm của chúng ta như vậy Lòng từ Thật Lòng thành thật ước mong tất cả chúng sanh Được tốt đẹp và an lành Đây là lòng từ Vật nó là Đặc tính của nó là lánh xa ác ý lòng từ ái cái tính chánh trực của 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 lòng từ đó chính là mê tà được chưa hả như vậy thì chúng ta đã hiểu lòng từ và những cái cái những cái cái kẻ thù của nó trực tiếp gián tiếp đây là những điều mà chúng ta nên ghi nhớ trong hôm nay tiếp theo chúng ta tìm hiểu về lòng bi các vị nghe thấy nó khác với những thuật ngữ lâu nay phải không và rõ ràng nam bắc truyền Phật giáo nó bổ sung cho nhau vì vậy cho nên ngày xưa trong những cái diễn văn đầu tiên mà khai gọi là 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 khai sơn khai sáng cái chương trình này thầy xem thầy có nói rằng là là nam bắc truyền Phật giáo giống như đôi cánh của con thiên nga nó giúp cho nó giúp cho Phật giáo bay lượn khắp trên bầu trời viễn đông và chúng ta thấy rằng nó như vậy đó Tại vì nếu như mà bỏ một cái Cái kia sẽ sập đổ à, Còn không không thấy thì mới thấy sự chống trái Chứ còn thấy nó như một đôi cánh Là sẽ hiểu rằng nó có sự tương trợ lẫn nhau ừ, Thành ra ở đây chúng ta hiểu Lòng bi là gì Cái gì làm rung động trái tim Của một người hiền lương nhân đức Trước cảnh ưu phiền của kẻ khác Đó chính là lòng bi Thấy một người cùng khổ mà chúng ta không có một cái lòng rung động Thì lòng bi chúng ta nó ngủ lâu quá rồi, chưa thức dậy Còn thấy tất cả hữu tình khổ đau nào Thì chúng ta thấy xót thương Thành ra đây chính là đặc tính của lòng bi Hay lòng bi chính là sự rung động ở trong tự, tim, tự tâm của chúng ta khi nhìn thấy những cái cảnh ưu phiền của thế gian, cái gì làm tan biến nỗi đau khổ của kẻ khác, đó chính là lòng bi. Cho nên trái tim rung động trước sự đau khổ của hữu tình và phát nguyện đem đến cho hữu hữu tình một ít lợi lạc nào đó, chia sẻ sự thống khổ đó, đó chính là lòng bi. Ý nghĩ và hành động đi liền với nhau. Được chưa hả? Đặc tính chủ yếu của lòng bi là gì? là lòng muốn giải trừ khổ đau của người khác. Lòng mình muốn giải trừ đau khổ cho người khác nhưng cũng phải nhớ rằng cứu người biết bơi mình cũng phải biết bơi một chút chứ đừng có nhảy xuống là chết chìm cả đám. Hiểu không hả? Thành ra à, Phật dạy mình lòng bi thấy người chết thì mình phải cứu, à, nhưng mà mình không biết bơi. Mình xong xáo vô ấy, Thì mình khổ đau theo Phiền não theo Cho nên à, Trong trường học đạo Chúng ta cũng phải biết Cân lượng sức của mình Kế thù trực tiếp Của lòng bi đó là gì Đó là tánh hung bạo Cái tánh hung bạo này Là cái tánh mà muốn tạo ra Sự đau khổ cho hữu tình khác Mà nếu như hữu tình ấy Không đau khổ Thì chúng ta cảm thấy chưa có hài lòng hay là xứ sự thô bạo xứ sự thô bạo đây chính là người kẻ thù của lòng lòng bi quý hòa thượng có nói một câu mà các vị nghe thầy xin cớ lại cho vui tức là các ngài nhờ một ông ông thầy đi tưới nước thì ông thầy đã đi đi tưới cây thì ông thầy đã đi luộc cây những câu chuyện nói nhẹ nhẹ như vậy đó nói là cũng có ông là sai đi tưới cây thì tưới cây nhưng mà có những ông nhờ tưới cây ông lại đi luộc cây mình hiểu nó tại sao luộc ngài ông nói tại vì trong cái ống nước còn nóng nó cứ xả vô thôi còn cái người có ý tứ một chút thì nó xả hết nước nóng ra rồi á thì mới xả nước mát vô à Vậy dạ thì ở đây chúng ta chiêm nghiệm như thế nào hả? Tức là một người xá cái nước vô mà không biết cái nước đó nóng hay lạnh và cái cây đó nó cố vươn mình lên, nó tìm kiếm một sự sống. Và chúng ta vô mình thiếu trí tới mức mà cứu nó thành ra hại nó. Cái tính này cũng là một trong những đặc tính thô bạo. Không có cái tâm cảm thọ những đau khổ của những người xung quanh. Thấy người ta khổ đau mà mình dưng dưng, hoặc là mình xứ sự thô bạo cứ nghĩ rằng là mình chịu được người ta cũng chịu được tính tình đó gọi là tính tình thô bạo cái tính tình hung bạo này nó là kẻ thù của lòng bi kẻ thù trực tiếp của lòng bi là tính hung bạo và kẻ thù gián tiếp của lòng bi là gì đó là sự ưu phiền à, tại sao hả ưu phiền nó khiến cho tâm chúng ta làm sao bấn hẳn khó chịu có đúng vậy không hả à? không chấp nhận không hài lòng ai nói cái gì cũng nhau cũng nhăn nhó cũng kéo lên cũng muốn làm cho cho người ta tốn hại một chút như vậy đây chính là kẻ thù gián tiếp của lòng lòng bì tại vì sao bởi vì cái kẻ thù gián tiếp này lòng ưu phiền này á nó kích thích nó làm cho cái tính thô tháo hung bạo kia phát sinh ra và đặc tính của nó là làm cho chúng sinh khổ đau. Khi loại bỏ những cái tư tưởng hung bạo và loại bỏ sự ưu phiền thì trong tâm chúng ta đầy lỏng lòng bi. Cho nên tu tập lòng bi nó là như vậy. Và chúng ta kết hợp với bác truyền Chúng ta thấy tu tập lòng bi nghĩa là sao? Tức là nguyện cho tất cả các hữu tình bớt khổ đau và duy trì tâm đó đến chỗ là định đó gọi là nhập từ tâm định rồi trên cơ sở đó phát triển lòng bi hạn hiệp lòng bi một phương rồi đến lòng bi vô lượng được chưa hả à, cho nên nó có tiến trình như vậy chứ không thể nào đùng một cái mà thành tựu được chúng ta đi học đạo tức là chúng ta học một con đường, con đường đó là con đường con đường giải giải thoát, mà giải thoát cái gì? giải thoát những tạp ế, giải thoát những lỗi tâm làm hại chúng ta. cơ bản vẫn là tâm tham song bởi si. thì chúng ta chưa biết cách dụng tâm, chúng ta cần phải học. học được rồi, chúng ta cố gắng sống với nó. ít nhiều gì chúng ta cũng phải thể hiện thể hiện ở trong tâm của chúng ta. Cái thể hiện, thể hiện giáo pháp ở trong sự sống rất là khó. Hôm nay thầy có được một cái lời khen của một chú Phật tử trên Los Angeles. Ông xuống, ông nói chuyện với thầy. Ông nói: con thưa thiệt với thầy, con cũng đi chùa nhiều, con cũng sinh hoạt mạnh mẽ lắm, mà Cùng cảm ơn thầy thầy giảng kinh là số một thầy giảng kinh từ bài này sang bài kia con nghe một câu giảng mà con nghe cái câu thí dụ là cũng biết thầy là ai tức là chắc lẽ là cũng nghĩ chắc cuộc sống rồi cũng cũng dưới cũng cho so, rằng thầy chắc cũng có có kinh nghiệm trong cái cuộc đời chút vậy khen và thầy nói giải thì cái bài pháp và nó có đem đến cho chú cái lợi ích gì Tại vì giáo pháp của Phật Mình nghe rồi đó đó Mình biết rồi đó đó Thì cái biết của mình dối lắm Giống như là tiên A Tư Đà Biết Đức Phật sẽ thành Phật Và biết mình sẽ sẽ gì? Sẽ chết trước khi Đức Phật thành đạo Như vậy thì cái biết đó có lợi ích gì đâu Có phải vậy không hả? À? Cái biết đó hoàn toàn là vô nghĩa Bây giờ biết trong đầu người ta nghĩ cái gì nó hay ho gì nó có giải quyết được cái khổ đau nó có chấm dứt sanh tử của mình hay không hay là mình vẫn tiếp tục luân hồi rồi bến bờ trước mắt trước mắt của mình là vô định cho nên cái biết đó không có lợi ích gì chú nghe chú biết có lợi ích gì không tôi thưa thầy mỗi lần mà tôi mà tôi ngủ không được tôi nghe thầy là tôi ngủ không <laughs> đó, 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 là lợi ích của chú à, thầy nghe thấy cũng cũng được một chút xíu <laughs> tại, tại, tại sao bởi vì, một người không có ngủ ngon mà mình dán mình dán cho người ta ngủ ngon là cũng đã quá dối rồi không phải cho cái trí sợ rằng mình dán người ta nổi nóng lên <laughs> thì thì gây go nữa cho nên ở trong cuộc sống mỗi người có mắc kẹt một kiểu khác nhau nhưng mà mà ông ông nói rất là thành thật tại sao bởi vì ông bực ông bộ chuyện này chuyện kia ở trong đầu ông không có đã thông được không có giải tỏa được Thành ra nằm xuống nó cứ nó trang trở không có chịu ngủ Rồi Mà cứ nằm nhìn đông nghỉ tay nó không chịu ngủ Rồi nghe Nghe Bộ Đề Phật Quốc TV Nghe 57.15 Thế lạ, là thấy tư tưởng thông suốt Thấy nó thoải mái Thấy thôi cuối cùng Cuộc đời sanh tứ Cũng chẳng có gì quan trọng Tâm xá nó xuất hiện Và khi tâm xá nó xuất hiện Thì giấc ngủ ngon kéo về cho nên ông nói rất là chân thật Nhưng mà cái cách nói như vậy Mình phải hiểu như vậy mà không biết hiểu đúng hay không ừ. Thì thưa các vị Ở đây chúng ta hiểu lòng bi Nó nó là một lòng đem đến cái gì hả Đem đến cái sự Đem đến sự bình an cho người khác Và nó trừ bỏ cái tư tưởng hung bạo ưu phiền Còn đến hỷ thì sao Hỷ đây nhé Không phải Chữ hí này không phải là thiện cảm suông hí là hoan hỷ là bằng lòng nhưng mà nó không phải là một cái lòng thiện cảm suông mà nó là một trạng thái hoan hỷ có tính cách là tán dương vui vẻ ngợi khen không có không có thiện cảm suông là chưa đủ chưa đủ thể hiện cái sự hoan hỷ sự hoan hỷ này nó nó còn thể hiện ra là, là là sự tán dương vui vẻ khen ngợi đó là trạng thái hoàn hỷ. Và chúng ta thấy đưa ra một cái thí dụ kẻ thù trực tiếp của hoàng của hoang hỷ của tâm hỷ này là gì? À, là ganh tị là tật độ. Nhưng mà nhưng mà con người bây giờ nó khác con người ngày xưa. Người xưa hình như họ có sao thì họ thể hiện vậy. Tính chánh trực của con người xưa cao hơn bây giờ. Ngày xưa thầy cứ nhớ có lần nói chuyện với một người Phật tử lớn tuổi. Bà bà đưa cho thầy một cái hình và nói thưa thầy con là 46 tuổi. Thầy thấy cái hình con không? hình trắng đen công nhận nhìn thấy bà rất là đẹp. Và Thầy hỏi bà đưa cái hình đó cho thầy đó làm gì Bà nói rằng đó là Thưa thầy Là năm ấy Là có nhiều người Bị bét bỏ trong bao Rồi đem dìm xuống biển Nhưng mà Mà con bét đi Thì trên đường đi đó, Người ta nói rằng đó, đẹp dày Mà dìm biển uống nó thả con á thầy Nó <laughs> <laughs> Cho nên bà mới trễ vậy đó Mà đó sự thật là là nó ngồi nó nói chuyện nó nó nhìn trong nhìn tay là nó 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 mà nó, nó nó cấm nó nói là không có được về quê nữa à, nó thả bên lề đường nó phải đi mất xứ không được về quê nữa bà nói cho nên bà giữ cái tấm hình để làm kỷ niệm và và bà buồn dữ lắm bởi vì lúc còn nhỏ lấy một người chồng người chồng lại bạc nhược à, à, cha chồng thương một cái người vợ kế một người vợ bé người vợ bé lại lại muốn là gá vô cái cuộc hôn nhân là cái đứa con gái của người cái riêng của bà vợ kế đó thì lại muốn làm làm vợ bé của của bà à, là là làm vợ bé của chồng bà. Cho nên là bà thấy cuộc đời ối em giống như là là hai cha con lấy hai mẹ con vậy đó. Thành ra bà thấy cuộc đời ối em quá mà thân gái dậm trường bà bỏ xứ bà đi. Hồi thời đó là thời Pháp mà đường quốc lộ một chưa hình thành mà bỏ xứ bỏ đi một mình có một đứa con giao cho đem giao cho nhà chồng bỏ xứ đi tội nghiệp như vậy đó rồi sau này cũng đi bước nữa lấy một ông thì đứa con gái học mới có vừa xong bác sĩ cầm cái bành chạy u ở trường về trình cho mẹ Để cho mẹ vui thì mới chạy tới cửa tới cửa nhà phố Sài Gòn thì xe đụng chết ngang cửa Tức là cuộc đời nó, nó đau khổ khung khiếp và bà cứ nói rằng sống lâu dài tội thầy ơi. Và à, cứ mỗi lần ngồi với bà là bà cứ đủ thứ Bà cứ đủ thứ chuyện đông và chuyện tây. Và thầy đưa cho bà một cái dây chuỗi. Thầy nói rằng là thôi chuyện đâu nó cũng qua rồi. Bà cũng già yếu rồi. Thôi bà niệm Phật mỗi ngày bà niệm 10 dây chuỗi. À, thầy sẽ nói chuyện nếu như bà không có niệm mười gia chủ thầy không có muốn nói chuyện với người không có niệm phật cái bà nói bà nói được rồi tôi hứa với thầy cái là bà nói chuyện khác cái thầy mới nói mà bà có làm hay không bà có làm hay không hay là bà hứa rồi thôi cái bà bà nghiêm nét mặt bạc bà, bà có vẻ khó chịu bà nói rằng á là cái lớp sau này sao tôi không biết thưa thầy chơi cái lớp của tôi mà nhất lại như tôi á thì lời nói như đinh đóng cột đã nói một lời là làm tôi chết chứ không có thay đổi tự nhiên thầy, thầy khừng lại thầy không dám không dám nói nữa và quá thật là bữa sau thầy ra thì bà xin lỗi là bà niệm có bấy gia chuỗi thôi và bà nói rằng là bà bà không có đủ sức khỏe cho nên bà hổ thẹn quá bà không dám nói chuyện với thầy bà ở, 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 hàng xóm bên chùa và thầy trợ duyên bằng cách phương tiện như vậy và qua cái thời gian bà niệm Phật mấy tháng thì sau đó bà có xu hướng là không có muốn cớ đại chuyện xưa nữa. Bà nói thôi, chuyện nó qua cho nó qua. Như vậy tâm của bà nó sinh cái gì quý vị? Nó sinh hỷ. Hiểu không hả? Nó sinh hỷ cho nên nó bớt ưu phiền, bớt đau khổ. Và mình có một cái phương tiện nào đó cho nên cũng có cách. Chứ không mình lắng nghe không không á, nó vô nghĩa. Thời gian của mình cũng uống mà bà cũng trôi trong vọng tướng không có lợi ích gì. Vì vậy cho nên ở đây cái kẻ thù trực tiếp của, của của hí chính là ganh tị cái sự ganh tị tật đố này nó giết hại cái lòng hí của chúng ta cái tâm hí của chúng ta và cái kẻ thù gián tiếp của tâm hí đó là gì đó là vui mừng rồi đi chúng ta có để ý chỗ này không nó tin chắc là đại đa số không để ý không để ý à, hả? Đấy như vậy là chiến tranh Tại cái vui mừng rối rít Cái vui mừng rối rít Mà nếu như nó không có được tỏa ý Nó không có được thỏa mãn Cái tính vui mừng rối rít rối ấy, Thì bắt đầu là cái tật đố nó phát sinh Cho nên thấy người mà Họ hay vui mừng rối rít rối đích là, là phải biết rằng trong tâm của họ Rất là dễ sinh tật đố Vui mừng là nó 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 không có gì hết á nó không có đem đến cái gì mà mất vui hết nhưng mà nếu như không có trái nó một cái là tật đố nó khởi lên liền mà khi tật đố nó khởi lên thì nó tiêu diệt mất cái tâm hỷ hiểu chưa hả đây chính là một cái cấu trúc mà chúng ta tu tập cẩn thận khéo đỡ ý đặc tính của tâm hỷ này đó là là hỷ là ghi nhận sự thịnh vượng của cái khác thấy người ta anh nên làm ra, thấy người ta thành tựu, thấy người ta dối gian, thấy người ta tinh tấn, thấy người ta làm được nhiều phật sự, mình tán thắng, mình quan hỷ. Đây chính là gì hả? Đây chính là tâm hỷ, tức là tâm ghi nhận sự thành tựu. Còn còn có một số trường hợp là không ghi nhận người ta chiến thắng mình, mình cũng không thừa nhận sự chiến thắng của họ. Hoặc là người ta làm phật sự có, có, thực sự là tốt hơn mình nhưng mà mình cũng bới móc làm sao đó Rồi nói rằng cái người đó thực sự cũng yếu kém cũng xấu xa cũng gian dối lừa gạt thiên hạ vậy thôi chứ thực sự cũng không có bán lãnh gì thiên hạ như vậy thì tất cả những điều này nó nó là có, có đặc tính là không có ghi nhận sự thịnh vượng của người khác à, và à, tâm hí thì ngược lại tức là ghi nhận sự thịnh vượng của người khác cho nên tâm hỷ bao gồm các chúng sanh thịnh vượng và thái độ khen ngợi. hỷ nó loại trừ cái tâm lạ ghét bỏ. Được chưa hả? Cho nên trong tâm mà đầy đủ sự hoan hỷ thì mình cảm thấy không có ghét bỏ ai hết. Tiếp theo, xã. Tâm xã nhìn tức là là cái tâm mà nhìn thấy một cách vô tư một sự một sự công bằng thấy nhìn xem nó là một cách vô tư công bằng tức là nó không luyến ái cũng không bất mãn luyến ái tức là nó dính mắc chấp trước bất mãn thì nó bất hỷ túc này á nó nó sinh ra trạng thái là sân đó vậy thì đây nhìn thấy một cách vô tư mà trạng thái này chính là trạng thái tâm quân bình Cho nên khi chúng ta thiền định Tâm chúng ta có xu hướng hoạt động Ở trong trạng thái quân bình Ngồi im hít thở Bốn đại của chúng ta nhanh chóng đi vào trạng thái quân bình Nếu như mà an trú trong hơi thở thật sâu Thì trạng thái quân bình tới mức cơ thể Nó không cần dùng nhiều năng lượng Cho nên các cái tố chất năng lượng khởi lên trên não bộ Nhiều khi nó im ru mà người ta đỡ mấy lên đó, đặt mấy lên không thấy, không thấy. Nhưng mà ở đây nhân đây thầy cũng cũng mở mở một, một cái ngoặc cho các vị thấy là phải cẩn thận là là viễn ly viễn ly tướng và gì đinh trí tướng. Các vị cố gắng nhớ cho thầy hai chữ đây. Tất cả các loại thiền khác nó đều ở trong trạng thái là viễn ly tướng chỉ có thiền phật giáo mới đình chỉ tưởng ví dụ như bây giờ trong nhà của mình không có ăn trộm ăn trộm ở ngoài đường mình có bình yên không hả chắc mây đã không bình yên đúng rồi nhưng mà thằng ăn trộm đó nó có nguy cơ vô nhà mình không có. còn nếu như chúng ta chuyển hóa thằng ăn trộm đó trở thành thằng làm công đức thì chúng ta có có bình yên vĩnh viễn không? Đó à, cho nên đinh trí tướng là một trạng thái nó giật nó diệt hết tất cả vọng tướng hiện tiền và những vọng tướng tiềm phục. còn viễn ly tướng là nó viễn ly tướng hiện tiền vọng tướng hiện tiền còn vọng tướng tiềm phục nó không có viễn ly nổi. vì vậy cho nên trong một điều kiện nào đó tiềm phục khởi lên thì nó dẫn lại trong luân hồi. Nhưng mà tính vào mặt trạng thái quân bình thì gần như bằng nhau. Nếu như lấy mấy mà đo thì bằng nhau. Hiểu chưa hả? Thì có nhiều người họ ngồi thiền, họ ngồi không có Phật giáo gì cả, họ vẫn có ở trong cái trạng thái tâm quân bình mà cảm giác như là họ đạt đến chỗ chánh định. Tâm của họ rất an lạc và người ta nhầm lẫn rằng người ta nghĩ đó chính là là thiền ở mức cao chân Phật giáo thừa nhận khả năng thiền đó nhưng không xem nó là sự thành tựu bởi vì ở trong đó chưa giải quyết được vọng tưởng tiềm phục do vậy cho nên nó có nguy cơ tái phát và chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi thấy hai điểm này chưa hả đó là đinh trí tướng và vọng là và gì viễn ly tướng hai cái chữ này các vị nhớ nằm lòng không khéo là chúng ta sẽ nhầm lẫn là những cái loại thiền khác loại thiền khác nó chỉ dừng lại ở chỗ là là gì viễn ly tướng mà thôi bởi vì nó nghĩ rằng không còn tướng nữa đó là chân hạnh phúc còn là là gì đinh trí tướng làm cho nó tàn lụi làm cho nó biến mất ở trong trạng thái này chỉ luôn giữ tâm mình ở trong pháp và đạt đến cái chỗ đó là gì hả là quán pháp thanh tịnh thì lúc bây giờ mới diệt được nó rõ chưa hả à, đây là điểm khác biệt khác biệt giữa thiền của Phật giáo và tất cả các thiền khác còn nói về công năng ban đầu á ở chừng chừng mực nào đó thì thì nó bằng nhau hoặc thậm chí khi người ta siêng năng công phu nhiều khi người ta cũng thành tựu hơn mình luôn chứ không phải không phải đơn giản rồi chúng ta nhìn thấy đây Kế thù trực tiếp của tâm xã đó là khát khao ham muốn. Tại sự khát khao ham muốn nó muốn gì? Muốn chấp giữ. Trạng thái này á là kế thù trực tiếp của lòng xã. Và kế thù gián tiếp của lòng xã đó là gì? Đó là thờ ơ lãnh đạm một cách hồn nhiên không có suy tư. Người đó là một người hiền từ như con nai vàng mà ngàn đời nó vẫn là nai vàng ngơ ngác Nó hiền từ là được rồi Ai chết mệt bay à, Cho cái điểm này là cái điểm mà chúng ta thấy Là cái trạng thái này là gì là Thờ ơ lãnh đạm một cách hồn nhiên Trong khi Phật giáo bị hủy hoại Chánh Pháp Như Lai đang tàn lụi, đang bị méo mó, đang bị hủy diệt với nhiều cách khác nhau. Chúng ta là người con Phật chân chính Chúng ta hồn nhiên miếng làm sao Sống vui vẻ thanh tịnh là được Hít vào tâm tính lệnh Thở ra miệng miếng cười Vô duyên Chúng ta thấy không à Cho nên là cái hồn nhiên như vậy không có được Trong một chừng mực tập để so dịu khổ đau Thì nó là cách tốt nhưng mà khi phát triển một chừng mực nào đó Không có được hồn nhiên như vậy Thấy đau khổ Là xông vào cứu khổ Chứ sao lại hồn nhiên cứ mình thanh mình thản Mình an vui là được rồi Còn ai, ai chết mệt bay Ngày xưa mà Ôn quán độ có một câu Mà thầy thấy nó hơi thô thô Nhưng mà đúng là thơ làm thơ trào phúng à, nhà Ngài làm câu đối Mà thầy không nhớ hết Mà thầy nhớ có hai câu à Là cái gì uhm, Gì đó à, gì Bách bớ tang ni Thay mẹ nó à, anh gì đập chùa phá tượng mà cha đời <laughs> đó, nó bách bới ấy, đập chùa cái ông làm cái câu đối là có những cái, cái khi mà Phật giáo đối diện với những hoàn cảnh như vậy ông miêu tả ngài miêu tả cái tính trào phúng mà thì cho chúng ta thấy rằng đây là cái trạng thái này là lãnh đạm thờ cái trạng thái này nó là một kẻ thù gián tiếp của xã chứ nó không phải là thiện tâm ghi nhớ điều này nó không phải là thiện tâm, tâm thiện thực sự nó là một hành động để mà cứu độ chứ không có được thờ ơ lãnh đạm, được chưa hả? À, ví dụ như bây giờ mình đi ngang qua một cái vòi nước, mình thấy cái vòi nước cứ nhỏ xuống không sao, không phải trách nhiệm của mình vô tư. cái đó là gì hả? lãnh đạm thờ ơ trước cái của đàn Na Thí Chủ cái này á là cái trạng thái này là gì là kẻ thù gián tiếp mà mà thực ra thực ra đằng sâu của nó là gì đằng sâu của cái cái tâm thở đó là gì không phải nó là khát khao hàm muốn Đó hay vậy đó cho nên các vị cứ nhìn đi tất cả những ai thường hay thở lãnh đạm trước cái sự tổn hại của người khác sự tốn hại của tam bà hơn cô già làm mà mình cứ thờ ơ tại vì mình nói không phải chuyện của mình mình vô tư mình thoải mái mình cười mình giỡn chuyện không phải của mình cái tâm đó là cái tâm thờ ơ lãnh đạm tâm thờ ơ lãnh đạm á nó là kẻ thù gián tiếp của lòng xá nhưng mà cái tâm thờ ơ lãnh đạm á là mặt trái của nó là gì cái mặt trái của nó là khát khao và ham muốn Cho nên cái người đó khi nhìn thấy mà các vị cứ cứ đấy xem, khi nhìn thấy một người họ lãnh đạm thờ ơ trước cái hoàn cảnh khổ đau, trước những cái môi trường mà lẽ ra họ phải nhúng tay một chút. Và và nhưng mà à, tại vì trong cái cái, cái ký cương phép tắc trong cái cái cái, cái uh, giao ước của cuộc sống thì họ không có làm gì sai. Cho nên mình bé bé họ là anh vô trách nhiệm của không có được. Nhưng mà ở trong trong tâm của người đó là chứa đựng đầy cái sự khát khao và ham muốn và sau này các vị cứ chiêm nghiệm xem là những người đó trong cuộc đời thì các vị sẽ rút ra thầy có cái nhân duyên nuôi dạy nhiều người hướng dẫn nhiều người có nhiều khi nói tại sao con có biết chuyện đó không có biết như vậy không, không Con dạ biết có tại sao con có hành động gì nói thầy đâu có nói đâu con có hành động biết cái chuyện là hại biết cái chuyện là hóng cho đạo tràng trong khi Thầy có hai con mắt, hai tay làm sao quán xuyến cho hết. Nhưng mình vẫn thấy được là cái lợi cái hại, nhưng mà mình thờ ơ lãnh đạm. Tại vì khi nào Thầy bảo mình, mình mới làm. À, như vậy là là không. Thì cái trạng thái này á, nó thờ ơ lãnh đạm, bởi vậy cho nên nó nuôi dưỡng cái lòng khát khao và ham muốn. Và khi thả cái người đó vào trong một môi trường nào đó thì chúng ta sẽ thấy là họ phát triển cái lòng khát khao và ham muốn đến cái chỗ là cực tham. À, và do vậy lòng xá của họ là biên mất. Mà tâm xá biến mất thì bắt đầu họ ở trong sự thù hận, phiền não, khổ đau. Thấy điểm này chưa hả? cho à, nên cái bài học hôm nay hay lắm. Chiêm nghiệm những điểm này mới thấy tuyệt vời trong giáo Pháp. Ở đây, lòng xã không có nghĩa là cảm thọ trung lập vô ký mà quả thật nó là một gì một phẩm hạnh tâm quân bình thanh thản là những danh từ sát nghĩa với cái lòng xã này tuy nhiên những danh từ này cũng chỉ mô tả một sắc thái của lòng xã mà thôi chính tâm xã này được nâng lên ở một cái mức độ tuyệt diệu trong sáng nhất của nó đó gọi là xã giác chi Xã này á, bao gồm tất cả Người tốt, kẻ xấu Kẻ thương, người ghét Những vật vừa lòng hay là những vật không có Làm mình khó chịu, hạnh phúc và đau khổ Tất cả những cặp phạm trù này Đều bị xả hết Và cái xã này nó đưa tâm chúng ta Nhanh chóng đi vào trong tứ thiền Được chưa hả Các vị lật qua một trang nữa Và học một phần cuối cho nó xong Đó là tuệ kênh Tuệ kênh này Tức là căn hiểu biết chân chính biết đúng đặc tính chính là thấu đạt thật tướng hoặc là hiểu biết thông suốt tức là hiểu biết thấu đáo xuyên suốt đây chính là tuệ căn chúng ta chiêm nghiệm tuệ căn này để chúng ta cố gắng phát triển nó lên vì nổi bật và chiếm cái phần lớn trong sự hiểu biết bản chất thật sự bởi vì tuệ căn khắc phục vô minh nên gọi là Khả năng kiểm soát cái khả năng kiểm soát này là kênh đó được chưa hả ở trong tạng ví dụ Pháp đó, trong tạng dụ Pháp nói rằng những danh từ thường dùng như như là gì như là Nana hay là Bana hay là amoha những từ như vậy là những từ đồng nghĩa Nói chung nó là gì là tri kiến nó là là trí tuệ mà tất cả những điều này có mặt khi nào chúng ta phải thành tựu sự quán sát và, và quán trạch, trạch pháp đó. Ở trong chân lý thì chúng ta hiểu đó là gì hả? Đó là trạch pháp giác chi. Từ trạch pháp giác chi này tức là xiết dò chân lý đó. Suy xét về chân lý, chiêm nghiệm về chân lý. Trạng thái này là trạch pháp giác chi. Mà trạch pháp giác chi nó cho chúng ta đầy đủ tuệ kinh. Tuệ kinh chính là lý trí Là trí năng Là tuệ minh sát Tri kiến trí tuệ Là trí thông minh Tất cả những từ như vậy đều miêu tả là tuệ kinh Mà chúng ta chỉ dùng hai chữ chính Đó là gì? Đó là tri kiến và trí tuệ Biểu hiện của nó đó chính là tuệ kinh Được chưa hả? Chúng ta chỉ cần hiểu như vậy là được rồi Không cần phân tích gì nhiều hơn nữa còn những cái từ ở dưới này á thì tất cả những trạng thái này là những trạng thái miêu tả nó rõ hơn và tuệ căn nó hoạt động trong trong trạng thái nào các năm căn năm trần căn à, trần thức tất cả được sôi sáng thì trạng thái đó chúng ta hiểu nó là những trạng thái của tuệ căn tuệ căn trong Phật giáo mà nếu như phân tích sâu xa thì nó phải đạt đến chỗ là thanh tịnh đạo đó thì mới phát triển được đầy đủ đặc tính của tuệ căn. A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta dừng ngắn đây. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật